Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh. Và có rất nhiều người hỏi mình về nhà Mykonos, một nhà nước hoa đến từ Indo đang rất là rầm rộ ở trên các sàn thương mại điện tử cũng như là ở trên TikTok. Và mình cũng có một cái video làm qua về Senza rồi. Và nếu như hỏi mình đây có phải là một nhà nước hoa giá rẻ, ngon hay không thì toàn bộ sẽ được xin phép trả lời trong video lần này. Và phải nói rằng là giá của nó hiện tại trên thị trường thì cực kỳ rẻ, cực rẻ luôn. Mùi thì bắt đầu video mình sẽ nói cho các bạn biết. Đầu tiên thì nhà Mykonos này là một nhà nước hoa đến từ Indonesia. Đại khái thì họ cũng là một cái công ty và thuê các bên gia công lại với nhau. Nhưng mà được cái là mình nhìn thấy website của họ làm thì cực đẹp luôn. Họ cũng có rất là nhiều chai nước hoa mà mình đang để ở dưới đất, tại vì hiện tại trên kệ của mình nó đã thực sự là hết chỗ rồi. Không còn tí chỗ nào luôn, bây giờ đèn nó còn chả thể bật nữa vì quá nhiều. Chuẩn bị làm một chuyến dọn kệ xem mà có những cái chai nào mà mình cảm thấy rằng mình đã bày ở quá lâu thì mình sẽ cho xuống dưới đất để nó tránh ánh sáng mặt trời cũng như là ánh sáng về đèn. Còn những cái chai nào mới thì mình sẽ bày lên trên cho đón năm mới. Và đây là ba mùi hương mình nghĩ rằng trong năm mới, đặc biệt là cái thời điểm mà chúng ta chuẩn bị đi tất niên, giao thừa rất là nhiều, quây quần bên gia đình hay là bạn bè, cà phê, cà pháo vào những cái dịp trời lạnh, thì đây là những mùi hương mà các bạn có thể tham khảo. Ở vị trí số 1 đó chính là Senza của Mykonos. Đây, em nó, mình sẽ chia sang cái cam này cho các bạn nhìn thấy. Thì các bạn có thể thấy rằng là ở có thiết kế thì cái size của nó là cái size 50ml thôi. Nhưng mà với thiết kế thì họ làm cũng khá là chỉnh chu, không bị quá là phèn. Và cái nắp này nhá, mặc dù đã dùng một cái thời gian rồi nhưng mà nó cũng không hề có hiện tượng bị bay màu hay là kiểu bị gì khi mà nước hoa kể cả nó bị lích ra. Đây là một cái mà mình khá là bất ngờ, tại vì mình không nghĩ rằng một sản phẩm rẻ mà nó lại có cái độ hoàn thiện ok đến như vậy. Và con Senza này là một trong những con mà mình đánh giá rằng nó phù hợp với các bạn nam nhất. Còn những con còn lại đại khái là đều là một cái mùi hu măng và đều hơi hướng kiểu unisex và có xu hướng nghiêng nữ nhiều hơn. Riêng Senza thì lại không phải như vậy. Các bạn có thể dễ dàng tìm thấy những cái bài review về Senza nói đây là mùi giống với Black Phantom. Thực ra thì cái này mình đã có cơ hội trải nghiệm cũng như là side by side hai mùi với nhau trong khoảng tầm 5 đến 7 ngày. Và mình đã lên cái video tóm gọn lại ở bên kênh TikTok rồi. Và cái mùi hương này ấy, với mình thì nó lên cái mùi caramel. Đây, khi mà mình xịt ra thì nó có một cái mùi khét rất là rõ rệt. Nó giống như kiểu những cái vỏ bánh khi mà chúng ta để ở trong những cái lò nướng nó bị quá lửa vậy. Và chúng ta nhận thấy cái bay mùi khét và cái hơi hướng ở cái phần top note, khi mà cái việc mà người ta mix cùng với cồn ấy ở trong nước hoa nó lại tạo ra một cái vai, đó chính là cái hơi hướng hơi bougie cùng với cái nét vỏ bánh cháy khét. Thì chính cái nét này mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp dành cho nam giới. Nếu như các bạn nữ nào có ý định xài Senza thì các bạn phải cá tính một tí. Và ở đây ý, thì con Senza này nó không lên được cái bay đắng của cà phê nhá. Chúng ta phải làm rõ ở một cái, đó là cái đắng của cà phê cùng với cái vỏ bánh cháy khét. Hai cái này thì thường thường là nhiều bạn bị nhầm, nên là có thể nhiều người sẽ nghĩ Senza nó giống với Black Phantom. Nhưng mà với mình thì Senza nó khá là giống những cái vỏ bánh cháy khét kết hợp cùng với cái nét ngọt của vanilla ở trong đó. Đó, thì cái mùi hương này về sau thì cái sự khét nó sẽ càng ngày nó càng nhẹ dần và nó chuyển thành một cái bay mùi vanilla theo cái hơi hướng tối, hơi khói nhẹ một tí. Thì đối với mình Senza là một trong những lựa chọn cực hợp dành cho những bạn nam. Và một cái nữa mình thích ở Mykonos này, ở Senza này, đó là cái hơi ứng cồn của nước hoa khi mà xịt ra nó không quá là rõ rệt. Cái này thì mình không biết rằng là bên đấy thì người ta để cái tỷ lệ cồn và nước những thứ như thế nào. Tại vì nếu như mà các bạn nào có ý định là tìm những cái chai nước hoa mà ít cồn ấy, ít thì cái cảm giác khi các bạn xịt ra nó có mùi cồn, nếu các bạn tìm những chai nước hoa mà nó có nhiều nước hơn thì nó sẽ trung hòa được, dễ chịu hơn. Nhưng mà tất nhiên thì cái độ tỏa của nó cũng sẽ kém. Và cái mùi hương này thì mình nghĩ rằng là sẽ hợp với các bạn nam đâu đó tầm 20 độ tuổi đổ ra. Xong rồi các bạn sẽ có cái xu hướng là mặc đồ đen hơi kiểu bụi bặm một tí và trẻ trung thì các bạn sẽ hợp với em nó. Mùi hương thì thực sự là cũng không có sự biến chuyển hay phức tạp quá là nhiều, tại vì tiền nào thì của nấy thôi. Nhưng mà lưu trên da mình đâu đó khoảng tầm 6 tiếng
khá là ok và tỏa tốt trong vòng tầm nửa cánh tay. Thì cái mùi mình thích nhất của Mykonos đó chính là về Senja. Tiếp tới chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái tên thứ hai, đó chính là mùi đang cháy hàng ở trên mọi mặt trận. Và theo như mình hỏi Bờ Lăng thì Bờ Lăng bảo là phải cuối tháng 1 thì hàng mới về. Nhưng mà thôi, cái việc Bờ Lăng về hay không đó là việc của Bờ Lăng, còn cái việc mà tôi review thì tôi nghĩ là tôi vẫn phải làm. Nếu mà các bạn nào có xu hướng order trước thì chắc là giá nó cũng sẽ tốt hơn. Đó chính là Caramel. Con này là Fuji Cookie. Đây, em nói đây. Thì toàn bộ cái tên nó sẽ ở phía dưới. Và các bạn sẽ nhìn tông màu thôi là các bạn cũng hiểu rằng à cái mùi này nó có xu hướng trung tính rồi đúng không? Vì nhìn cái màu nâu này thì trông kiểu rất là thân thiện ấy. Thì cái mùi hương của Caramel Cookie này thì các bạn sẽ ngửi ra giống với một cái món ăn ngày Tết, đó chính là bánh quy Danisa. Bánh quy ở đây, bánh quy Danisa trong những cái hộp sắt. Khi các bạn vừa mới mở những cái hộp bánh quy mới ra thì mùi bánh rất là thơm, ngon, nó ập vào mũi của các bạn. Và cái em này thì nó thêm một cái bay sữa nữa. Nó có xu hướng hơi dừa dừa. Khi mà tôi ngửi thì tôi nghĩ tới những cái bánh quy Danisa và chấm với một tí nước cốt dừa. Không quá ngọt, nhưng mà cái mùi mà các bạn sẽ nhận thấy rõ rệt nhất đó chính là mùi của bánh quy ở trong những cái hộp mà vừa mới bóc ra. Nó không phải là những cái hộp mà các bạn đã để lâu rồi, mà đây là những cái hộp hoàn toàn mới. Bóc ra cái mùi bánh quy nó tràn ngập mọi căn phòng luôn. Tất nhiên thì mùi hương này ban đầu thì nó tỏa rất là tốt, và cái hiệu ứng nó gây khó chịu ngay khi ban đầu vừa mới xịt là có, không như con Senja. Senja thì tôi khá là thích bởi cái bay, bởi cái tốp đốt của nó đắng hơi khói. Nhưng mà đối với em này thì cái bay mùi bánh quy ngọt hiện là rất rõ, nên là với những người nào mà không thích quá ngọt, đặc biệt là cái tông mùi gu măng, mùi bánh quy Danisa, thì các bạn nên cân nhắc. Còn về sau thì nó có xu hướng hơi béo, mùi rất là sáng, rất là trẻ. Con này thì tôi nói thật là nếu mà ngày nào Tết ý, tầm mùng 1, mùng 2 các bạn xịt, các bạn đi chúc Tết ý, thì tôi nghĩ rằng là ai xịt người ta cũng sẽ rất là tươi vui, thấy bạn rất là hòa đồng, rất là thân thiện. Và mùi hương này thì nó cũng dành cho các bạn trẻ, đâu đó khoảng tầm từ 16, 17 tuổi là các bạn hoàn toàn có thể mặc được rồi. Các bạn đang đi học cấp 3, các bạn có một buổi đi chơi với bạn bè ngày Tết, hoặc là đi chúc Tết thầy cô giáo đó, gia đình nhà bạn hay là người yêu, thì các bạn hoàn toàn mặc mùi này vô cùng cute và đáng yêu. Mùi này dành cho các bạn nữ ở hơi bánh bèo tí thì tuyệt vời luôn, năng động. Con này thì lưu ở trên da mình đâu đó khoảng tầm có lẽ là cũng tầm 6 đến 7 tiếng và nó tỏa rất là tốt, tầm gần một cánh tay, tốt hơn con Senja khá là nhiều. Nhưng mà vai mùi thì sáng hơn, Senja thì tối hơn. Senja thì hợp nam, em này thì unisex và có xu hướng hơi nghiêng nữ. Và cái tên cuối cùng là một cái tông mùi phải nói rằng là nghiêng nữ, không, dành cho nữ luôn. Và cái mùi hương của nó thì vô cùng là bánh bèo, vô cùng là tiểu thư luôn. Những cô nàng nào có xu hướng kiểu mặc những cái váy xòe, xong rồi đồ hồng hồng, những thứ đeo cái nơ ở trên đầu ấy, thì Vanilla Cloud là một trong những con mà các bạn nên thử qua. Đây, Vanilla Cloud, nhìn cái màu hồng phớt phớt như này thôi, hình như màu này có phải là màu của che năm nay không nhỉ? Không, hình như màu che năm nay nó hơi nghiêng cam nhiều hơn nữa. Thì hôm trước tôi vừa xịt cái mùi hương này ra, và phải nói rằng là con này có một độ tỏa khủng khiếp, khá là khủng khiếp. Nhà Mykonos này được cái là mình đánh giá cao về những sáng tạo mùi hương theo nhóm đồ ăn. Các bạn cứ tìm mấy con mùi đồ ăn. Ở đây thì mình có một vài con nữa mình đang để dưới đất đây. Thí dụ như kiểu con matcha latte. Con matcha latte thì mình không khoái lắm, tại vì nó không lên được cái hiệu ứng matcha kiểu hơi bột bột khô khô, mà nó lại ngửi khá là sáng, có xu hướng hơi nhân tạo, nên là mình có cảm giác không khoái. Hay là những cái mùi như kiểu con mùi dâu này cũng được, nhưng con mùi dâu tôi không đánh giá cao bằng con Vanilla Cloud. Thì cụ thể cái mùi của Vanilla Cloud ấy, khi các bạn vừa mới xịt ra một phát nhá, các bạn sẽ nhận thấy hai cái nhóm mùi hương rất là rõ rệt. Thứ nhất đó là nét phấn, và cái thứ hai đó là một cái bay mùi ngọt, ngọt, creamy, béo. Thì cái sự blend mùi này thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng là các bạn như kiểu đang sờ lên những chiếc má và được đánh những cái lớp phấn mỏng mỏng ấy, mà chị em phụ nữ hay có cái gì nhỉ, cái đeo vào tay xong rồi chấm nha, thì cái phấn của chị em phụ nữ cũng có mùi nhá, và nó tạo ra cái hiệu ứng kiểu hơi bông bông kiểu bụi bụi như thế, như cái một cái lớp phấn phủ lên trên da của các bạn, và kết hợp cùng với cái nét ngọt. Ui tôi thề luôn, tôi ngửi con này tôi bảo ui bánh bèo vai. Xong rồi tôi xịt mùi hương này, xong rồi mẹ tôi còn bảo là ui xịt mùi gì sao nữ thế, eo ơi ngửi kiểu toàn phấn. Thì các bạn phải xác định luôn, Vanilla Cloud nó sẽ lên cái chủ đạo là phấn ở trên kết hợp cái nền của vanilla.
đó. Còn nó không phải là một cái tông mùi vani rõ rệt ngay và có hơi hướng đồ ăn, mà con này thì với mình nó sẽ là phấn nhiều kết hợp cùng với vanilla. Nhưng mà nó sẽ rất là phù hợp với những bạn nào có xu hướng thích xạ, thích phấn, thích những sản phẩm như kiểu Narciso nhưng mà tìm một cái hơi hướng ngọt nhiều hơn. Và con này thì cũng vô cùng là trẻ trung luôn. Mình nghĩ rằng là các bạn nữ tầm cấp 2, cấp 3, cuối lớp 9, đầu lớp 10 thì các bạn cũng hoàn toàn có thể mặc được những mùi hương này. Nó khá là dễ chịu và cái độ lưu hương ở trên da mình thì con này lưu được khoảng tầm cũng tầm 7 tiếng nhưng mà tỏa thì rất là tốt. Và các bạn hoàn toàn có thể mặc để đi chúc Tết, xong rồi đi chơi vào những cái đêm Noel, đêm Giáng sinh, đêm Noel, rồi đêm giao thừa. Đó, Vanilla Cloud, một trong những cái thiết kế mùi uây phấn nhiều quá. Đó, Vanilla Cloud chuyên nghiêng nữ luôn. Em này thì unisex, em này thì dành cho nam. Đây là ba mùi mà có lẽ rằng là tôi đánh giá ổn nhất của nhà Mykonos. Và không biết là các bạn đã được ngửi qua những cái mùi hương nào chưa. Ở đây còn có cả con gì đây, đây mình còn một con nữa. Ui, con này là con pistachio cream. Cách con này là như mùi hạt rẻ cười. Nhưng con hạt rẻ cười này thì nó khá là thú vị, nghĩa là ngửi nó khá là bất ngờ. Nhưng mà để mà xài lâu về dài, về lâu về dài thì con caramel cookie này ổn hơn. Đó, con này thì nói qua bạn vừa rồi là những cái mùi hương mà mình ấn tượng của nhà này cũng chia rõ rệt, đó là nam, nữ và unisex. Và không biết là các bạn đã xài chưa thì các bạn hãy chia sẻ cảm nhận ở phía dưới. Đặc biệt là giá thành của nó thì cũng rất là rẻ trong cái thời điểm hiện tại. Mua đi, nhau đi, thử xem. Nhà này mình cũng có nghe rằng là ở thị trường Indo ấy, nó bán với cái số lượng khủng khiếp luôn. Bạn nào mà có sử dụng một vài cái sàn thương mại điện tử Indo thì bạn search cái nhà Mykonos này thì có một cái doanh thu cực kỳ khủng khiếp, lượt mua lượt bán cũng rất là kinh. Đó. Và vừa rồi thì là tổng kết ba mùi hương mình ấn tượng của Mykonos. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi để có động lực làm video trong năm mới. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.